Đó vậy. Con lên. Rồi, ok. Thôi, được rồi. Giờ hắn chạy là con rồi. Mà không có là đi mà cũng không dám đi. Không hết, chắc thắng là chắc té. Thắng là té liền, thấy không? Nhưng mà không té. Phim của thầy á, trong cái clip của thầy, trong YouTube thầy á, thì em nghĩ đó là cái phim thôi, chứ cái mức độ nhiều khi tin tưởng ở nằm một cái mức độ thôi. Nhiều khi là làm kỹ thuật phim rồi, là ảo thuật chút xíu. Nói này, là một cách chân tình là tin, nhưng mà cũng hy vọng, nhưng mà ở một cái tầm nữa thôi. Nhưng mà sau này chính em là một cái người bệnh nhân, thì em nghĩ á, đó là một cái điều mà di diệu mà em hãnh diện. Rồi một điều nữa là khi em hết em coi lại cái video clip mà thầy trị cho nước ngoài có cái bài gì mà to đó, thì thật sự bây giờ á, trong cái niềm hãnh diện á, thầy là người Việt Nam, thầy qua nước ngoài thầy trị, thì em có một cái niềm kiêu hãnh nằm trỏng luôn. Không nói, không phải nói để quảng bá, nhưng mà thầy làm những cái chuyện mà trị bệnh với thầy nó có cái tính chất khoa học, nó gần gũi lắm. Và mọi người nhìn á, cái cách chữa đó là cũng không có cái gì mà gọi là bí mật mà hay là gọi là gì đó kỳ bí hay là gì đó ha, mà cực kỳ đơn giản giống như những cái video clip khác. Do đó là tôi muốn nhắn nhủ đến mọi người cái đó, là đến đây học cũng được, mà ở nhà coi video clip cũng được, ha, cũng có thể làm được hết ha. Thì cái điều quan trọng là học ở đây là cái gì, học ở đây là giống như em nói từ đầu á, là cái kiến thức để cho mình biết tự chăm sóc, tự phòng chữa bệnh cho mình. Bởi vậy á, là cứ động viên mọi người phải đến đây học, đến đây nghe tại sao phải chùm đá, tại sao mình phải nhịn ăn. Cái chuyện mà nhịn ăn buổi sáng á, ai cũng cứ là nghe nói thôi chứ không biết, nhưng mà đến đây sẽ giải thích lý do gì mình phải làm cái điều đó ha. Và khi mình làm được cái điều đó rồi á, là cái sức khỏe của mình tốt cực kỳ ha, tốt lắm. Vậy là sau khi mà tôi đại diện hết, cho tôi đại diện hết lúc học, đại diện lúc học, thì thầy cũng sắp đi Hà Nội rồi. Thì chúc sức khỏe thầy, để thầy là những công việc của thầy đặng tụi em sau này sẽ học hỏi nhiều hơn, rồi giúp cho nhiều người nữa. Dạ, còn giúp cho nhiều người nữa. Nhưng mà có một cái là ra ngoài nước ngoài á, thầy cho tụi em một cái là kiêu hãnh một chút về người thầy của mình ra ngoài. Vì cái điều đó là không thể nào mà giữ lại cái điều đó. Rồi, dạ, một lần nữa em cảm ơn thầy. Rồi, dạ. Rồi, cảm ơn. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.